Lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tam vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Cho Thú Linh Thầy, chúng con kính tỉnh lệ và tri ân. Tổng Minh Hạnh, kính bạch chư Thống Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay hay là mã phẩm không dễ chui, kệ 1, 2, 3. Bali Pháp Cú, Duyên Sự. Bài kệ này được Đức Phật thuyết ở chùa Bodhisattva Rama gần thành Kusambi, do câu chuyện về cái chết của Hoàng hậu Samavati và cái chết của Thủ Magandhya, vua xứ Udena, xứ Kusambi, có ba bà vợ chánh hậu Samavati, thứ hậu và Suladatta và thứ hậu Magandhya. Hoàng hậu Samavati là đệ tử của Đức Phật, nhờ nghe pháp do thánh cư sĩ Uchuta truyền thuật mà hoàng hậu và 500 cung nữ chứng quả dự lô. Thứ hậu Magandhya là con gái của hai vợ chồng Bà La Môn Magandhya. Lúc trung thời, một thiếu nữ có nhan sắc một lần theo cha mẹ đến gặp Đức Phật, ngài thuyết pháp độ hai ông bà đất A-la-hàm và sau đó đã xuất gia. Cả hai chứng A-la-hán, riêng tiểu thư Magandhya vì tự ái khi nghe Đức Phật thuyết pháp chỉ trích xác thân bất thịt bất tịnh nên ôm hận trong lòng. Đến khi nàng được vua Udena trước về làm thứ hậu, thì nàng Magandhya dùng quyền lực khiến bọn côn đồ chặn đường Đức Phật, dùng lời khiếm nhã, chửi rủa, mắng nhiếc Đức Phật để rửa hận. Nhưng chưa hạ giận, Magandhya biết hoàng hậu Samavati là đệ tử của Đức Phật, bèn bày mưu tính kế hại hoàng hậu. Thứ hậu Magandhya đã nhiều phen sàm tấu với Đức Vua về hoàng hậu Samavati. Lúc đầu, nhà vua cả tin lời sầm tấu, nổi cơn thịnh nộ và đích thân vua xử tử hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu ăn trú pháp và không chút oán hận đã khiến vua tỉnh ngộ, càng sủng ái hoàng hậu hơn nữa. Tức giận, thứ hậu Magandhya thừa dịp nhà vua đi hành ngoại thành đã khiến người chú ruột cùng đám thân tín hòa thiêu hậu cùng giết chết hoàng hậu Samavati và 500 phi tần. Vua Udena mất hoàng hậu, đau lòng khôn xiết, vua muốn tìm ra thủ phạm giết hoàng hậu, giả vờ như rất hài lòng và muốn ban thưởng cho ai đã giết hoàng hậu. Thứ hậu Magandhya đã lộ mặt lãnh công. Nhà vua bảo hãy mời hết thân quyến cùng tùy tùng của thứ hậu tập hợp lại để ban thưởng. Thế là vua đã hành hình xử tử thứ hậu Magandhya và toàn gia của thứ hậu. Sau cái chết thảm của hoàng hậu Samavati và 500 cung tần, chư tỳ kheo hạch hỏi Đức Phật, họ đã tạo nghiệp gì mà bị chết cháy như vậy? Đức Phật đã giải thích tiền nghiệp của họ đã cố ý thiêu chết một vị Phật đặc giác khi ngài đang nhập đại định trong bụi lùm, nên nay phải lãnh chịu quả của ác nghiệp ấy.
Chư tỳ kheo lại hỏi thêm, trường hợp hoàng hậu Samavati bị hỏa thiêu chết và thứ hậu Magandhya bị sử tử chết, hai đức ấy có khác gì? Đức Phật đã trả lời bằng ba bài kệ với ngụ ý thâm thúy. Appamadu Amattappa đằng không dễ vui, bất tử, vân vân. Chính văn: Appamadu Amattappa đằng Pamadu Makchuno Padang Appamatta Nami Yang Tiye Pamatta Yatha Mata E Tang Vise Sato Nyatwa Appama Dam Hipam Hita Appama De Pamo Dang Ti Ariya Nang Bồ Chá Rê Ra Tà Thê Chà Di Nô Sà Tà Thế Kà Nít Chàng Đà La Bà Rạ Cập Mà Phù Sàn Tí Thì Ra Nít Bà Nàng Dô Gắc Khê Măng Á Nút Tát Rằng. Thích văn: Áp Bà Mà Đô, chủ cách số ít của danh từ hợp thể Áp Bà Mà Đá Ná Cộng Pháp Ma Đá, sự không dễ chui, không giải đại, bất khinh xuất. Áp Pháp Ma Áp Pháp Tắc Pháp Đằng, dù cách số ít trung tính của danh từ hợp thể Áp Pháp Tắc Pháp Đá. Áp Pháp Tá Cộng Pháp Đá, đạo lộ bất tử, con đường Niết Bàn. Pháp Ma Đồ, dù cách số ít nam tính của danh từ Pama đó, sự dễ vui, sự buông lung, sự giải đãi, sự khinh xuất. Machuno, sở thuộc các số ít nam tính của danh từ Machu, sự chết, sự diệt vong, tử vong. Ba đằng, chủ các số ít trung tính của danh từ Ba đá, bước chân, con đường, đạo lộ. Appamatta, chủ các số nhiều của tính từ Appamatta Ná Cộng Appamatta, quá khứ phân từ của động từ Appamattati, không dễ vui, không buông lung, người không dễ vui. Miyanti, thì hiện tại số 3, số nhiều. Mà cộng giá, đổi ra hình thức cơ bản là Miya, Miya. Thành hình thức động từ Mi Yati, Mi Yati, chết, tử vong. Dê, chủ cách số nhiều nam tính của liên quan đại từ giá, những ai, những người nào. Bá Mát Ta, chủ cách số nhiều của tính từ Bá Mát Ta, quá khứ phân từ của động từ Bá Mát Chati, nghĩa vui, phóng túng. Yát Tha, trạng từ như, như thể, như là. Mát Tha, chủ cách số nhiều của Mát Tha, quá khứ phân từ của động từ Mát Prati, đã chết, chết rồi. Ê Tăng, đối cách số ít của chỉ thị đại từ Ê Tà, Ê Tá, điều đó, việc đó, cái đó. Ni Sê Sát Tù, Ni Sê Sát Cộng Tô, dùng như trạng từ sai biệt, khác biệt. Nhá toa, nhá cộng toa, bước tiến quá khứ phân từ của động từ. Cha na tí, sau khi biết, khi đã biết rõ. Áp pa mà đầm hít, áp pa mà đề, mình sợ cách số ít nam tính của danh từ hợp thể. Áp pa mà đắp, trong sự không dễ vui. Pandita, chủ cách số nhiều của nam từ nam tính. Pandita, những bậc hiền trí, các bậc trẻ. Pamo Đàn Tí, thì hiện tại ngôi số 3, số nhiều của động từ Pamo Đá Tí, Bá, Cộng, Mũi, Cộng, Á, Hoan Hỷ, Hân Hoan, Ariya, Năng,
cho thuộc cách số nhiều của nam từ, nam tính, Ariya, của các bậc thánh, của chư thánh. Vô cha rề, định sở cách số ít của nam từ, nam tính, vô cha rá, trong hành xứ, trong cảnh giới, Ratta, chủ cách số nhiều của Ratta, Ram, cộng tá, quá khứ phân từ của động từ, Ramati, vui, thích thú, Tê, chủ cách số nhiều nam tính của chỉ thị đại từ, tá, những người ấy, những vị ấy, Cha, Di Nô, chủ cách số nhiều của danh từ nam tính, Cha, Di, những vị tu thiền, vị có thiền, Sa, Tathika, chủ cách số nhiều nam tính của tính từ, Sa, Tathika, Sa-tát-ca cộng Ni-ca, liên tục, luôn luôn, Nít chẳng, trạng từ, thường xuyên, thường thường, Đá-la-pa-ra-kha-ma, chủ cách số nhiều nam tính của nam từ hợp thể, Đá-la-pa-ra-kha-ma, Đá-la, cộng, Pa-ra-kha-ma, sự nỗ lực kiên trì, sự tinh tấn kiên cường, Vũ Sàn Thị, thì hiện tại ngôi số 3, số nhiều của động từ, Vũ Sát Tí, Vũ Cộng Á, chạm đến, chứng đắc. Thì ra, các số nhiều của danh từ nam tính, thì ra, bậc trí, người có trí, người sáng suốt, Nhất Bà Nằng, đối các số ít của danh từ trung tính, Nhất Bà Ná, Nhất Bà sự diệt ái, sự ly tham, tịch diệt. Dù các khề mằng, đưa các số ít trung tính của tính từ hợp thể. Dù các khề mặn, dù các cộng khề mặn, ách an ổn, thoát khỏi ách phượng. Anutta rằng, đưa các số ít trung tính của tính từ. Anutta rá, ná, cộng, utta rá, vô thượng, tối thượng, không gì cao hơn. Việt văn: không dễ vui bất tử, dễ vui đường diệt vong, không dễ vui không chết, dễ vui như chết rồi. Pháp Cú 21. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không dễ vui, hoan hỷ không dễ vui, vui cảnh giới bậc thánh. Pháp Cú 22. Người ấy liên tục thiền, luôn kiên trì tinh tấn, bậc trí chứng niết bàn, ít hàng ổn vô thường. Pháp Cú 23. Chuyển bằng: Appa ma du amattappa đằng hù tí pa ma du mắc chu nô bất đằng hù tí về appa mắt ta tề nạ bì giàn tí về ma mắt ta tề dắt thà mắt ta hòn tí. Không dễ vui là đạo lộ bất tử, dễ vui là con đường tử vong. Người không dễ vui là người không chết, người dễ vui là như chết rồi. Ê tăng vi vi xê sát tù nhát tòa bàn đi tà áp ba mà đằng hít tiếp thàn tù áp ba mà đi ba mù đàn ki a ri ya nằng gô cha rê ra tà hòn tí. Trong khi biết rõ điều đó khác biệt nhau, các bậc trí trú trong sự không dễ vui, hoan hỷ trong sự không buông lung, vui thích trong cảnh giới bậc thánh. Tê thi trà trà chị nô sa tất tích cà ni chẳng đã là bát rắc khăn mà dù gắt khề mặn anutta trần nít bà nặng u sàn tí. Các bậc trí ấy liên tục thiền định, luôn luôn tinh tấn kiên trì, chứng đắc niết bàn vô thượng, an ổn của lý giải. Trong dân sự, hai bà ái hậu của vua Ú Đề Na đều chết thảm. Hoàng hậu Samavati bị hỏa thiêu chết do ác nghiệp quá khứ. Thứ hậu
Magandhya, bị hành hình mà chết do hành vi ác hiện tại. Khi các tỳ kheo hỏi Đức Phật, hai cái chết ấy, ai thực sự chết? Đức Phật đã trả lời bằng cách nói ẩn ý. Người không dạy vui là người không chết. Người dạy vui là người thực sự chết. Điều này có ý nghĩa thế nào? Có nghĩa là Hoàng hậu Samavati và 500 cung nữ đều đã chết, đã đạt chứng Niết Bàn với quả. Hữu học là người không còn dạy vui, chắc chắn sẽ đạt đến trạng thái vô sanh bất tử, là viên tịch Niết Bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi. Nên Đức Phật nói rằng, Appamado, Amatapadang, Ye, Appamata, Nabi, Yanti, không dạy vui là đạo bất tử, người không dạy vui không chết. Còn như Thứ Hậu, Magandhya và Tùy Tùng Thân Quyến là những người có tâm ác độc, xấu xa, hành vi tội lỗi, phạm tục, mày chìm đắm trong bể khổ trầm luân. Dù những người ấy hiện tại còn sống, nhưng sống vậy nên xem như chết rồi, nói chi là bị giết chết. Do đó, Đức Phật mới nói rằng, Pamadu Makchuno Padangye Pamatta Yatha Matta, dạy vui là con đường tự sanh, người dạy vui như đã chết rồi. Rồi những sự kiện này, Đức Phật đã thuyết thêm hai bài kệ nữa để khích lệ, sách tấn cho chư tỳ kheo. Bài kệ 22. Người có trí tuệ khi hiểu rõ đạo lộ bát đăng khác biệt, đạo lộ bất tử, Amatapadang là sự không dễ vui, đạo lộ tự sanh, Makchupadang là sự dễ vui, thì các người ấy, người trí ấy, sống không buông lung, hoan hỷ trong pháp không giải đãi, quy tới cảnh giới bậc thánh, tức là 37 giác phần, Bodhipakkhi, giác tâm mắt, chính siêu thế pháp, Navalokuttarathamma, 37 pháp giác vườn là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Chính siêu thế pháp là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Bài kệ 23. Các bậc trí ấy là bậc không dễ vui, liên tục tu thiền. Có hai loại thiền, thiền chú tâm vào đề cảnh, vào cảnh đề mục. Aramanu Panichana Chana Đắc Bắc Định Atthasamma Patti, đây gọi là thiền chỉ Samatha, thiền chú tâm vào tướng hữu vi. Lakhanu Panichana Đắc Đạo Quả Bhagavana, đây gọi là thiền quán Vipassana, có thiền liên tục không gián đoạn từ lúc xuất gia cho đến khi chứng đạo quả hay thiền định, và bằng sự nỗ lực kiên trì không ngại khó khăn gian khổ. Có nỗ lực tu thiền như vậy, bậc đại trí ấy mới chứng Niết Bàn, một trạng thái pháp siêu thế tuyệt đối an bình, vì không còn ách phượng, vô cả dục ách, hữu ách, kiến ách và vô minh ách, là bốn pháp khiến chúng sanh mắc vào vòng luân hồi. Niết Bàn tháo gỡ bốn ách đó nên gọi là ách an ổn, vô các khề măng, và gọi là vô thượng, không có gì cao quý hơn. Biên soạn giáo trình Tỳ Khưu Tuệ Siêu. Lễ thịnh pháp sư. Hàng thiền tính mải mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí tràn trang, nào phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều như Phật ngợi khen, bước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vì nơi đây tâm đạo tỉnh thành, ngưỡng mong chánh pháp tịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai.
Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Ngài Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Kính thưa Bồ Tát Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào và thượng giác đẳng, thượng tọa, pháp tăng cùng chư tôn đức. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sang phẩm thứ hai, phẩm pháp cú thứ hai, bậc Bà Đa của bậc Bồ Đu Ti Vô. Phẩm này mình có chín chia sự với 12 bài kệ. Và ba bài kệ đầu tiên trong phẩm không dễ vui, Đức Phật đã thuyết lên dừng cái câu chuyện cái chết của Hoàng hậu Samavati cùng 500 phi tần. Samavati và 500 phi tần đó được nghe pháp từ nàng cung tần Khuchitara mà chúng ta đã từng được nghe chính Khuchitara đã đi nghe Đức Phật thuyết pháp về thuật lại cho Hoàng hậu Samavati và 500 cung tần nghe với những cái bài pháp được ghi lại trong Itipuṭaka như thị thuyết một trong 15 tập tiểu bộ kinh. Nàng Khuchitara lúc đầu có cái phận sự mỗi ngày đi mua bông hoa về để trưng bày ở trong phòng khách và phòng ngủ của hậu Samavati. Nhưng nàng có cái thói quen là hay ăn bớt. Thí dụ như cho 8 đồng tiền vàng đi mua thì nàng chỉ mua 4 đồng thôi. Còn 4 đồng thì cất giữ xài riêng. Nhưng mà cho đến ngày nọ, nàng có chúng ta ra đi nghe, đi mua qua thấy mọi người đang đứng để nghe Đức Phật thuyết pháp, nàng cũng tò mò đi theo. Nghe pháp xong thì nàng chứng quả tuần, và hôm đó nàng mua đủ 8 đồng tiền bông hoa.
Khi về hoàng hậu Samavati thấy hôm nay hoa nhiều hơn mỗi khi, thì mới hỏi duyên cớ. Thì nàng Samavati vốn là bậc sơ quả thánh tu đồ quần, cho nên nàng thành thật nói chứ không có giấu giếm gì cả. Trước đây thì tiền nữ là ăn bớt mỗi một ngày như vậy là 4 đồng, chỉ mua có 4 đồng thôi. Nhưng mà vì bây giờ nghe Đức Phật thuyết pháp, đã hiểu pháp, cho nên giữ giới không có nói, không có trộm cắp. Nên hôm nay tiện thiết tiện nữ mua đầy đủ. Thì hoàng hậu Samavati nghe như vậy đã chẳng những không có phẫn nộ mà lại hoan hỷ và yêu cầu đàn Kuchutra thuyết lại pháp đã được nghe cho chính mình và 500 cung tần khác được nghe. Thì nàng Kuchutra mới nói rằng vì kính trọng pháp bảo, xin hoàng hậu cho phép được ngồi trên cái pháp tòa chỗ cao hơn để thuyết pháp. Hoàng hậu chuẩn y, và khi được nghe xong lời pháp thì hoàng hậu Samavati và 500 cung tần đều chứng quả tu đồ quần cả. Rồi nói về sau đó, thì hoàng hậu Samavati và cùng cái đám tùy tùng của mình có cái niềm tin vững chắc nơi tam bảo và tìm dịp để được trông thấy hình bóng của Đức Phật và chư tăng đi khất thực. Khi mà cung cấm không có cho phép hoàng hậu và cung tần ra khỏi cung, ra khỏi thành, thì họ chỉ ở trong nội cung và nhờ có những cái lỗ gió ở trong phòng nhìn ra đường mà họ có thể nhìn thấy Đức Phật và chư tăng. Nó có nghiêm khắc như vậy thưa quý vị, cũng tội nghiệp. Và khi mà Thứ Phi Maganiya là người mà trước đây lúc còn là thiếu nữ đã có một lần đi cùng với cha mẹ đến nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật là thuyết pháp độ cho cha mẹ của nàng Magadhyaya đắc quả Na Hàm. Nhưng mà bản thân của nàng thì nghe Đức Phật thuyết pháp một ngày nói về cái thân ô nhiễm, ngài chỉ trích cái thân ô nhiễm đó, thì nàng là người mà chuộng về sắc đẹp, cho nên nàng rất là tự ái. Và do đó sau này khi mà trở thành thứ phi của Đức Vua Udena thì nàng căm ghét Đức Phật và căm ghét luôn cả những ai là tín đồ của Đức Phật, trong đó có hoàng hậu Samavati và 500 cung tần. Thế thì nàng biết Đức Phật đã đến tại thành Kosambi
Và mỗi ngày vào buổi sáng khi khất thực ở trong thành, thì tướng phi Maganiya liền cho tiền cái bọn cung đồ chặn đường để chửi mắng Đức Phật. Cái việc này đã làm cho đại đức Ananda là thị giả của Đức Phật rất là khó chịu, nên đã thỉnh Đức Phật đi nơi khác. Nhưng mà Đức Phật đã khuyên tôn giả Ananda hãy nhẫn nại, trong 7 ngày nữa thì mọi việc nó sẽ êm. Quả thật vậy, sau 7 ngày thì tất cả những cái lời mắng chửi đó nó được lắng dịu, bởi vì Đức Phật này không nói không rằng, với hơn nữa ngài không có gây hờn chúa quán vì với họ. Họ chỉ vì đồng tiền mà họ đi mắng chửi ngài thôi. Cho nên cỡ 7 ngày thì họ cũng im im hơi lặng tiếng. Bây giờ thứ phi Maganiya mới quay sang dẫn cá chém thớt, quay sang hòa hậu Samapati là đệ tử của Đức Phật, cùng 500 khung tần là khủng tín đồ đệ tử của Đức Phật, tìm cách hãm hại nhiều lần nhưng mà không được. Đến cuối cùng thì Maganiya được người chú ruột thân tín đưa mưu kế, và Maganiya đã chấp nhận để cho người chú quả thiêu hậu cung, thiêu chết nàng hoàng hậu Samapati cùng 500 phi tần, 500 cung thần của hoàng hậu. Thì chúng tôi đã biết như câu chuyện trong dư sự đó, thì đức vua rất là sủng ái hoàng hậu Samapati, mặc dù đã nhiều lần bị cái lời dèm xỉm của Maganiya, cũng đã có nhiều lần đức vua rất là phẫn nộ, nghĩ rằng hoàng hậu đã phản bội mình. Nhưng sau đó thì vua đã nhận ra là sự sai lầm của mình, nên càng yêu thương hoàng hậu Samapati. Bây giờ hoàng hậu Samapati bị thiêu cháy, thì đức vua rất là đau khổ. Nhưng mà đức vua lại khôn ngoan, muốn tìm ra thủ phạm, kẻ chủ mưu, nên vua vờ như là, giả vờ như là rất hài lòng khi mà hoàng hậu Samapati chết vì lúc trước đây đó, đức vua đã có nhiều lần tỏ ý là ghét bỏ Samapati. Cho nên bây giờ thấy cái thái độ của vua được hài lòng về cái chết của hoàng hậu Samapati, thì Maganiya không có thể lường trước được cái ý đồ của vua. Nên khi mà vua muốn cáo rằng sẽ ban thưởng cho những ai thiêu chết hoàng hậu Samapati để làm cho vua như nhổ đi một cái gai nhọn trong mắt. Nghe như vậy thì thứ phi Maganiya mừng rỡ và đến trước mặt vua Udena, tự nhận rằng mình là người chủ mưu sắp xếp cái việc thiêu đốt đó, và sai người chúng để thực hành để thực hiện cái mưu đồ đó.
Và Đức Vua hỏi trong thân bà quyến thuộc còn ai nữa. Thì bây giờ nghe cái tiền thưởng thì những người ở trong thân tình của Thứ Phi Magadhyaya tranh nhau đến sân rồng để lĩnh công và lãnh thưởng, chờ cho đến khi tập hợp đầy đủ đông đảo thân tín tùy tùng và quý thuộc của Magadhyaya, lúc bây giờ Đức Vua cho đóng cửa thành lại, đóng cửa nội cung lại và xử tội họ. Một hình thức xử tử rất ghê rợn xưa thưa quý vị, tức là cho đào hố chôn sống họ, chỉ chừa cái đầu thôi. Rồi tủng rơm lên phía trên và phóng hỏa đốt rơm cho cháy. Đồng thời cho những lửa cài cài ngang đứt đầu hết. Xử tử như vậy vua mới cảm thấy hả dạ. Và cái chết của Magadhyaya là như vậy. Thì các vị tỳ kheo mới bàn bạc với nhau về cái chết của hai người. Thì lúc đó Đức Thế Tôn Ngài đến tại giảng đường, thì chư tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật về nguyên nhân nào mà quả hậu Samapati và 500 cung tần bị quả thiêu. Đức Phật đã giải thích cho chư tỳ kheo nghe. Ở trong thời quá khứ, ở tại Varanasi, lúc đó Đức Vua Pramadatta trị vì vương quốc Ba La Nại, Đức Vua rất có niềm tin và có lòng tịnh tính với các vị độc giác. Hằng ngày thường thỉnh chư Phật độc giác đi vào hoàng cung để vua cúng dường thực phẩm. Một ngày kia, hoàng hậu của vua Varanasi, vua Pramadatta cùng 500 cung tần đi ra bờ sông tắm. Vì họ trùm mình ở dưới nước lâu nên khi lên bờ thì họ lạnh, họ mới đi tìm đến một cái bụi lùm. Họ chắp cỏ khô cùng chà khô để đốt lửa thành một cái đám lửa lớn và họ sưởi ấm. Khi mà ngọn lửa tàn thì lúc bây giờ họ mới thấy được ở trong cái bụi lùm đó có một vị độc giác đang ngồi thiền định. Và vì rằng nhập định Nirodha Samapatti là nhập diệt thọ tưởng định, cho nên Ngài trơ trơ bất động. Và khi mà hoàng hậu cùng 500 cung tần thấy như thế thì họ hoảng sợ, nghĩ rằng nếu mà vua mà biết được chuyện này thì sẽ giết chết họ, vì vua thì kính trọng các vị Phật độc giác. Vì vậy cho nên hoàng hậu ra lệnh cho các cung tần đi tìm cỏ khô và chặt những nhánh cây để chất chung quanh Đức Phật độc giác.
rồi châm lửa đốt. Lần đầu tiên thì họ đốt lửa cái bụi lùm để mà sưởi ấm, thì lúc đó họ không có cố ý. Nhưng mà lần thứ hai thì họ cố ý thiêu chết để phi tan cái tội lỗi của mình. Do cái sự cố ý đó mà họ sau khi chết sanh xuống địa ngục, và khi mà sanh trở lại là người thường thì những cái kiếp sống vì sau này họ bị quả thiêu, chết thì do bị quả thiêu, chết do quả quạng. Đến cái kiếp cuối cùng gặp Đức Phật Gautama xuất hiện ở đời thì họ chứng đắc được đạo quả tu được quần. Mặc dù vậy như quả nghiệp còn dư sót thì họ cũng phải bị chết, chết trái do cái hành động quả thiêu Đức Phật Đồng Giác. Mặc dù Đức Phật Đồng Giác chưa chết đâu, mấy ngày sau thì Ngài xả định, Ngài xả thiện diệt, thì Ngài đứng dậy, Ngài cũng đi khất thực vào thành bình thường. Nhưng mà lúc đó hoàng hậu và 500 cung tần dầu cho có biết được như vậy thì cũng không thể nào mà tránh khỏi cái nghiệp ác mà người họ trong lúc đó có tác ý, có sự cố ý hành động để giết hại Ngài. Chỉ có vậy thôi mà cũng họ cũng mang nghiệp, thưa quý vị. Nếu đúng, nếu mà xét về cái luật đó, thì họ chưa có phạm giới sát sanh, bởi vì họ cố ý giết biết chúng sinh có thức tánh là Đức Phật Đồng Giác. Nhưng mà cái sự cố sức, sự rắn sức đó, Ngài không chết, Ngài chưa chết thì không phạm giới sát sanh, nhưng mà mang cái ác nghiệp. Chúng ta nhớ kỹ cái chỗ đó. Và do đó cho nên kiếp này họ bị chết bằng cái quả thiêu như vậy. Kể lại cái câu chuyện đó rồi Đức Phật Ngài còn giải thích cho các vị tỳ kheo nghe, khi các vị tỳ kheo bạch hỏi Đức Phật về cái sự khác biệt giữa hai cái chết của hoàng hậu Samavati và thứ phi Pagandiya, thì Đức Phật Ngài cho biết rằng một vị thánh đệ tử như là một vị thánh cư sĩ như là hoàng hậu Samavati và 500 cung tần đó, mặc dù thể xác của họ chết nhưng mà họ đã đạt đến, họ đã chứng đắc được cái tầng thánh thứ nhất là bậc tu được quần. Do đó cho nên họ không bao giờ có cái sự dễ vui theo ác pháp. Vì vậy gọi là cái sự không dễ vui là cái đạo lộ bất tử, Appamado Amatappadang. Có chỗ có bản như bản Bali Thái thì ghi rằng Appamado Amatappadang, nhưng mà cái bản kinh Latin đó thì Appamado Amatappadang. Cũng có ý nghĩa không dễ vui là đạo lộ bất tử. Còn đối với hoàng hậu Samavati, đối với hoàng hậu, đối với thứ phi Pagandiya là kẻ phàm tục sống với cái tâm ác, được gọi là người dễ vui. Mà người dễ vui như đã chết rồi, thực ra trong cái văn phong của tiếng Bali thì khi mà nói đến
cái chữ Vipamata và ta thì văn phong đó rất sáng, nhưng mà khi chuyển sang tiếng Việt thì ở trong cái văn phong tiếng Việt chúng ta không có cái văn phong nào tương tự, mặc dù chúng ta dịch sát là không dễ vui không chết, Appamatta Namijanti, Vipamatta Yathamatta, dễ vui như chết rồi. Thì chúng ta tạm dịch như vậy, mặc dù dịch sát nghĩa từ, nhưng mà chúng ta chỉ tạm dịch thôi, cho nghe qua thì chúng ta khó hiểu nếu như không được giải thích, không có xem trong chú giải. Và Đức Phật ngài nói rằng hai người đó, cái chết của một người hoa hậu Samapati thì là cái chết của một vị thánh đệ tử, là người sống không dễ vui, do đó cho nên đối với họ là họ thế nào cũng chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Còn Magandija và quyến thuộc của họ thì họ sống theo ác pháp, được gọi là dễ vui, họ không có làm điều thiện cho nên gọi là dễ vui. Bamado, và đối với họ như vậy bây giờ chết, trong tương lai cũng tiếp tục chết, bởi vì khi họ chết ở đây họ tái sanh ở cảnh giới khác, rồi hết tuổi thọ kiếp sống đó họ phải tái sanh ở cảnh giới khác và cứ tiếp tục chết hoài như vậy, cho nên gọi là Vipamatta. Rồi Đức Phật ngài mới thuyết thêm hai cái bài kệ sau là để sát tấn cho các vị tỳ kheo. Chúng tôi cần lưu ý rằng là ở trong cái duy sự về cái chết của hòa hậu Samavati và cái chết của thứ phi Magandija, thì đối với hai bài kệ sau không có dính dấp gì đối với duy sự này. Nó chỉ dính dấp là ở cái câu kệ số 21, tức là bài số 1 của cái phẩm không dễ vui thôi. Nhưng mà vì ngài đang thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, cho nên ngài thuyết thêm hai câu nữa. Ê tăng bú sê sa tôn dân tòa, mà hít bình ta ấp ma đề ấp mô đan thi arija năng vô trời ra ta. Nếu rõ sai biệt đó, người trí không dễ vui, hoan hỷ không dễ vui, vui cảnh giới bậc thánh, rồi cái câu thứ ba, Thế cha yino sa tất tika de chăng đa la ha barakama phu san ti thi ra ni pa năng yu gặp khi bằng nút ta rộng. Người ấy liên tục thiền, luôn kiên trì tinh tấn, bậc trí chứng niết bàn, chứng an ổn vô thượng. Đức Thế Tôn ngài đã thuyết ba bài kệ vì cái duyên sự đó. Bài kệ đầu là mô tả về
cái hiện trạng cái chết của Markandeya và hoàng hậu Somavati. Ngài thuyết thêm hai bài kệ nữa để sách tấn cho các vị tỳ kheo. Ở đây thưa quý vị, trong phần chuyển giao văn, tức là chúng ta chuyển sang ra văn xuôi, không phải là văn kệ, cũng lấy những chữ ở trong cái bài kệ để cho xếp lên thành văn xuôi. Thì cái câu một là chúng ta phải hiểu như thế này: Appamado Amatappadang Hoti. Ở trên bài kệ thì không có chữ Hoti, nhưng mà khi văn xuôi chúng ta phải thêm cái động từ Hoti vào đó. Tức là sự không dễ vui là Hồ Tí Lộ Quốc Tử Pamado Machuno Padang Hồ Tí. Ở trong bài kệ không có chữ Hồ Tí, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu ngầm là có chữ Hồ Tí. Dễ vui là con đường tử vong. Yipamata Năm mươi danh tiếng. Thì ở đây đó, trong tiếng Việt chúng ta nói rằng những người không dễ vui là không chết. Nhưng ở đây vì văn xuôi thì chúng ta phải hiểu cái liên quan đại từ dê không thể xài độc lập, mà nó phải đi kèm với một cái từ liên quan. Dê những người nào, tê những người ấy. Dê và ma ta những người nào, hay là những ai không dễ vui. Thì 50 giờ tí thì những người ấy không chết. Cũng vậy, dê và ma ta, tê và tha ma ta, hồn tí. Cái này chúng ta phải thừa. Những ai dễ vui, những người đó như đã chết rồi. Còn cái bài kệ thứ hai thì Etang Vise Sato Nyatoa Pandita Appamadamhi. Chỗ này Appamadamhi, nhưng mà chúng ta phải hiểu có một cái hiện tại phân từ Tiết Thanh Tô, tức là trú, trú trong cái sự không dễ vui. Sau khi biết rõ điều đó, điều khác biệt đó, các vị trí trú trong sự không dễ vui, rồi Appamade Pamodanti, cái này có động từ thì khỏi thêm cái gì nữa, tức là hoan hỷ trong cái sự không buông lung. Arijana Gochare Rata Hanti, thêm cái trợ động từ Hanti, tức là vui thích trong cảnh giới của bậc thánh. Những chữ không có trong bài kệ mà cần phải hiểu ngầm đó thì chúng tôi để ở trong cái ngoặc đơn. Còn cái câu thứ ba, Tây Thi Ra Chayino Satatika. Ở trong bài kệ chữ Thi Ra được nói đến ở câu thứ ba, Phu San Ti Thi Ra Đế Pa Năng. Nhưng mà chữ Thi Ra đó chúng ta phải đem lại ở phía trước chữ T thi ra, là các bậc trí ấy Chayino Satatika là liên tục thiền định, liên chăng
Nalahabrakaba luôn luôn tinh tấn kiên trì. Yogakhimanuttarang Nippanang Phusati, động từ để ở phía sau cùng, tức là chứng đắc Niết Bàn vô thượng, an ổn, khắc khổ ách. Thì đó là chúng ta đã nói về văn xuôi và văn kệ, văn phu xuôi và văn vần của ba bài kệ này. Ở ba bài kệ này, thưa quý vị, nếu mà chúng ta dựa theo trong chú giải giải thích từng phần thì chúng ta cũng không có cái gì khó hiểu đâu. Thì như chúng ta đã biết ở trong dư sự là cái chết của hai bà hậu của vua Udina, cả hai đều chết thảm, nhưng mà hoàng hậu Samatipati và 500 cung nữ đều đã chứng Niết Bàn. Đối với hữu học, đó là những người không còn dễ vui và chắc chắn là sẽ đạt đến trạng thái vô sanh bất tử, là viên tịnh Niết Bàn. Bởi vì vị tu đồ quần là không có luân hồi trở lại cõi dục giới này quá 7 lần nữa. Tối đa là 7 lần thôi. Có những vị tu đường quần thì đắc quá tu đường quần ở kiếp này và đắc A-la-hán cũng trong kiếp này, hoặc là đắc tu đường quần ở kiếp này sẽ đắc quá A-la-hán ở kiếp sau, chứ không phải là một cái quy luật là đắc ở kiếp này sau 7 lần tái sanh nữa mới đắc A-la-hán, không phải như vậy. Nhưng mà trong 7 kiếp sống đó, mà sẽ hoàn toàn viên tịch Niết Bàn, thì ở đây chúng ta thấy cũng là điều đáng. Cho nên cái chết của hộ Samapati, Đức Phật thì gọi đó là những người không chết, là những người bất tử. Vì cái pháp mà người đó đạt đến, tức là cái pháp không dĩ vui, Appamado, là pháp, là đạo lộ đưa đến Niết Bàn. Còn như Thứ Phi Paganiya đã mướn người để chửi rủa Đức Phật trên đường đi khất thực của Ngài và mưu hại đệ tử của Đức Phật là hoàng hậu Samapati. Cho nên nàng Maganiya, Thứ Phi Maganiya cũng chết thảm, nhưng mà cái chết đó là cái chết của người thật sự đã chết. Vì họ chết không còn tái sanh ở cảnh giới khác, họ cũng sẽ phải chết nhiều lần nữa, chứ không phải chỉ chết có kiếp này không, mà họ phải chết nhiều lần nữa. Cho nên
ở trong cái bài kệ thứ nhất khi nãy tôi có trình bày thì hai cái chết thì khác biệt. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng nên hiểu thêm rằng trong cái câu nói ẩn ý của Đức Phật ấy, dựa theo trong chú giải thì giải thích như vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây có một điều rất gần gũi với đời sống của chúng ta về cái ý nghĩa này. Người ta thường nói là hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Một người hiền thiện, một người đức hạnh, một người sống chuyên cần trong thiện pháp thì người mặc dù họ đã chết nhưng mà xem như là bất tử, là họ không chết ở trong lòng người khác. Cũng ví dụ như là như chúng ta thấy hôm nay như chùa lưu trọng cử hành khai lễ quý nhật của Đức Cố Hòa Thượng Tịnh Sự, một bậc thầy khả kính, một bậc thầy đã mở lối cho Phật giáo Việt Nam để chúng ta học được cái tạng A Di Đà, tạng vi diệu pháp thâm sâu cao siêu. Và đời sống của ngài là ngài đã từ bỏ tất cả những cái danh vị để đi tầm sư học đạo. Và khi mà đã có được một cái kiến thức về vi diệu pháp thì ngài liền đem cái kiến thức đó ra để mà ngài làm cho cái nền Phật giáo Việt Nam được phát triển tốt đẹp. Và do đó cho nên đã 38 năm trôi qua nhưng mà cái dư âm của ngài vẫn còn đó, và cái tên tuổi của ngài vẫn còn được nhắc đến thì thường xuyên và nhắc đến trong cái sự kính phục tôn trọng của các hàng đệ tử của cái thế hệ sau này. Và như vậy chúng ta nên hiểu đó đúng là cái nghĩa là bất tử trong lòng người. Người mà không dễ vui là người không chết, vì họ bất tử trong lòng người. Người ta thường xuyên nhắc đến mỗi khi mà học vi diệu pháp. Những khi mà nhìn thấy được cái bản nêu tướng gọn chi pháp trong đó dễ học thì người ta liền nhớ đến Hòa Thượng Tịnh Sự, người đã sáng kiến làm ra cái bản nêu này. Thì như vậy có phải là con người ấy không có chết, con người ấy là người bất tử ở trong lòng của mọi người? Còn như đối với những người bình thường, họ không làm lợi ích cho đời, không làm lợi ích cho bản thân và không làm lợi ích cho giáo pháp, họ sống chỉ để thụ hưởng và sống theo cái bản năng tạo nhiều ác nghiệp thì họ chết. Chết đi rồi thì sau đó không còn ai nhớ biết họ đã chết
như thế nào, chết bao lâu, và họ có để lại cái gì cho cuộc đời hay không, quên lãng. Ngay cả con cháu của họ cũng quên lãng luôn. Hàng năm tới ngày đó thì họ chỉ theo cái tập tục cổ truyền là làm cúng cơm, làm lễ cúng cơm, nhưng mà không ai thèm nhắc đến, bởi vì họ không có gì, cái người chết đó không có gì để được nhắc. Cho nên dần già rồi mọi người quên lãng, sớm làng cũng quên lãng, không còn ai nhớ đến cũng đến được. Thì ở đây chúng ta thấy rõ rằng người đó nó thật sự là chết rồi, thật sự là chết rồi. Đó là cái người dễ vui, là cái người mà không đem lại lễ cho đời đó, người đó thật sự là chết. Cho nên ở đây trong cái bài kệ này, trong cái bài kệ thứ nhất này, chúng ta cần phải hiểu ở trong hai ý nghĩa, trong hai ý nghĩa. Một nghĩa theo trong chú giải thì như chúng tôi đã nói là vì cho biết rằng ai cũng phải chết, biết rằng ai cũng phải chết, tất cả chúng sanh đều sẽ phải chết, sape sata merisanti. Nhưng mà một con người họ chết như thế nào, nếu họ tiếp tục đạt đến cái trạng thái bất tử, rút ngắn cái sự luân hồi lại, là cái chết của một thánh. Cái chết của hậu Samapati và 500 cung tận là cái chết của các bậc thánh. Họ đã đạt đến cái pháp bất tử là Niết Bàn. Còn cái chết của Marganija và ví thuộc tùy tùng của họ là chết của những kẻ phàm phu tục tử. Thì cái chết đó nó vẫn tiếp diễn mãi mãi trong cái dòng sanh tử luân hồi. Thế đó là ý nghĩa thứ nhất. Còn ý nghĩa mà nói rằng là cái người không dễ vui, tức là cái người có chuyên cần làm các cái pháp lợi ích, các cái thiện pháp có lợi cho mình, lợi người, thì người đó sẽ sống mãi ở trong lòng người, họ bất tử ở trong lòng mọi người, họ được mọi người nhắc đi nhắc lại nhất hoài, dầu cho trải qua nhiều năm, nhiều chục năm, nhiều trăm năm cũng còn nhắc. Còn đối với người mà họ vô tích sự, họ chỉ sống dễ vui giải đãi, thì người đó khi mà họ chết rồi thì xem như là chết luôn, không còn ai biết đến nhắc đến nữa. Đó là cái bài kệ thứ nhất. Còn ở cái bài kệ thứ hai và bài kệ thứ ba, trong một loạt ba bài kệ này nữa, như chúng tôi đã trình bày là chỉ nói thêm, Đức Phật Ngài thuyết thêm để Ngài sắc tấn khích lệ cho các vị tỳ kheo. Khi biết được cái sự sai khác biệt, sai biệt khác biệt giữa hai cái trường hợp, không chỉ vui là bất tử, mà người sống vui là đưa đến tử vong. Biết rõ cái sai biệt đó, cho nên người trí sống ở trong cái sự không dễ vui. Xóa thích với cái hạnh không dễ vui. Vì các bậc trí đó là an vui hành xứ thánh. Cái chỗ mà an vui hành xứ thánh, nhưng mà ở đây đó, chúng tôi không muốn xài cái chữ xứ thánh,
Một là người ta sẽ không hiểu xứ có nghĩa là gì, giữa hành xứ có nghĩa là gì. Thứ hai nữa, khi nói đến hành xứ thánh, cái xứ thánh thì nghe giống như nhiều bên Thiên Chúa giáo quá, cho nên chúng tôi tránh cái chỗ đó đi. Chúng tôi mới nói rằng vui cảnh giới bậc thánh, chỉ vô cha rán là cảnh giới. Thí dụ như chúng ta nói bốn sắc vô cha rán là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, đó là vô cha rán, hay là visaya rupa vô cha rán rupa, hay là visaya rupa là sắc cảnh giới. Thì cái cảnh giới bậc thánh ở đây đó là gì? Tức là những cái thiện pháp mà nó thuộc về 37 bồ đề phần, là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất thiết chi, bát chánh đạo. Nó là cảnh giới bậc thánh. Khi mà bậc trí sống không dễ vui, quan hỷ không dễ vui đó, thì bên được vị đó sẽ an vui trong cảnh giới bậc thánh. Thì ý nghĩa là an vui trong cảnh giới bậc thánh đó là nó có hai trường hợp. Một là an vui trong cái việc mà thực hành cái pháp thuộc cảnh giới bậc thánh như là 37 bồ đề phần. Tức nghĩa thứ hai nữa gọi là ariya năng vô cha rê, vô cha rê ratta hoàng tí, tức là vui cảnh giới bậc thánh. Ở đây là muốn nói đến cái trường hợp là người đã chứng được đạo quả. Chứng được đạo quả thì người đã trở thành bậc thánh và sống trong cái sự an lạc. Trong câu thứ ba thì Đức Phật lại nhấn mạnh thêm rằng khi mà nói đến Ariya năng vô cha rê ratta, an vui trong cảnh giới bậc thánh, vui trong cảnh giới bậc thánh là gì? Thì Đức Phật lại giải thích cái câu này bằng cái bài kệ thứ ba. Tê thi ra, những vị trí ấy, cha yit no sa tát tì ca, tức là thường hay là liên tục thiền định. Các vị đã liên tục thiền định, tức là từ khi xuất gia là vị đó bắt đầu hành thiền, không có ngừng nghỉ, không có gián đoạn một lúc nào, cho nên đó là thường liên tục thiền định. Chúng ta gọi là liên tục thiền định. Và nếu chăng đó là hát Brahma đó, chứ nếu chăng là thường xuyên,
Lã tức là kiên cố. Lã parikama tức là cái sự nỗ lực. Tri kỳ. Tri kỳ hay là kiên trì tinh tấn. Quý vị chờ chúng tôi một chút, chúng tôi uống một viên thuốc. Sức khỏe của chúng tôi lúc bây giờ nó cũng có vấn đề lắm thưa quý vị, cho nên chiếc xe nó cũ kỹ rồi, bây giờ phải có những cái sợi dây để mà nó ràn rịt lại, tức là phải uống thuốc, uống từ sáng cho đến chiều mới sống được, mới thuyết pháp được, mới dịch kinh sở sắc được. Ở đây thưa quý vị, nói đến liên tục tu thiền thì có hai loại thiền, tức là thiền chỉ là thiền chú tâm vào cảnh địa mục Aramanu Panichayana, tức là thiền đó để đắc bát định, đắc tám định, định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, nói theo thần kinh đó. Rồi định không vô vi xứ, định thức vô vi xứ, định vô sở xứ, định phi tưởng vi tưởng xứ, gọi là Artha Samapatti. Còn loại thiền thứ hai đó là thiền chú tâm vào tứ hữu vi Lakhanu Panichana để đắc đạo quả, đây gọi là thiền quán Vipassana. Thì tu thiền liên tục là không gián đoạn, từ lúc xuất gia cho đến khi mà đắc thiền hay đắc đạo quả thì vị đó nghiệp mai, nghiệp ngoài tu thiền. Thì khi vị đó nghiệp ngoài tu thiền như vậy đó, nhưng cái sự nỗ lực kiên trì, bởi vì trong lúc mà tu thiền đó nó có nhiều cái chướng ngại lắm thưa quý vị. Thí dụ như lúc ban đầu bị hôn trầm vật vã, hay là nó bị đau nhức mỗi lưng, mỗi cổ, mỗi gối, tay chân vân vân, nó làm khó chịu lắm. Lúc ban đầu ngồi trong một cái tư thế bất động thì nó khó chịu lắm, cho nên vị đó phải là đó là Parakama, tức là phải có sự kiên trì tinh tấn mới được, kiên trì tinh tấn hay là nỗ lực kiên trì mới được. Khi tu tập thiền bằng cái sự nỗ lực kiên trì như thế đó, thì vị ấy mới chứng được niết bàn. Mà niết bàn là một cái trạng thái
Anuttarang tức là một trạng thái vô thượng, bởi vì đó là pháp siêu thế, cho nên là pháp vô thượng, không có gì cao hơn nữa, không có gì cao hơn nữa. Và Niết Bàn còn có một cái ý nghĩa khác gọi là Yogakkhemam. Chữ Yoga ở đây là cho bốn ách phược. Tức là dục ách phược, hữu ách phược, ký ách phược và vô minh ách phược. Bốn cái ách phược đó nó mít vào, nó cột chúng sanh vào cái bánh xe sanh tử luân hồi, cũng giống như là con bò mà bị cái ách ngắn vào cổ thì nó phải kéo lôi cái cài, cái bừa hay là chiếc xe ở phía sau lưng của nó, phía sau đuôi của nó, phía sau đuôi của nó. Cái đó gọi là cái ách. Niết Bàn là phá vỡ các cái ách phượng đó, được gọi là an ổn khi mát. Mà chúng ta dịch cho gọn thì nói vô thượng, an ổn, khổ. Chỉ vậy thôi mà chúng ta phải hiểu đó là từ để chỉ gọn cho trên Niết Bàn. Và khi mà bậc trí bằng cách kiên trì thiền định, nỗ lực liên tục mà chứng được Niết Bàn thì cái đó mới gọi là vui cảnh giới bậc thánh. Vui cảnh giới bậc thánh, chúng ta phải hiểu từ cái câu thứ nhất có được cái câu thứ hai, mà từ cái câu thứ hai mới có được cái bài kệ thứ ba. Bài kệ thứ ba để giải thích cho cái bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ hai là để giải thích cho cái bài kệ thứ nhất. Và bài kệ thứ nhất được thuyết lên do duyên sự về cái chết của thánh cư sĩ và hậu Samavati và 500 cô tần, và cái chết của Thú Phi Magadija cùng với tùy tùng quyến thuộc. Hai cái chết khác nhau như vậy, và Đức Thế Tôn đã dân đó mà Ngài thuyết lên ba cái bài kệ này. Ý nghĩa này để giúp cho chúng ta hiểu một điều ở trong cuộc sống này, chúng ta muốn có cái sự an ổn, muốn có cái sự y vui, thì không có cái sự an ổn nào bằng an ổn các khổ ách, là phá vỡ bốn cái ách phược là Niết Bàn. Bởi vì khi mà chứng Niết Bàn đó thì xem như là vị đó đã an vui trong cảnh giới của bậc thánh. Người có cái sự quan hỷ, thỏa thích ở trong cái hạnh chuyên cần, cái hạnh không giải đãi đó, thì người này mới có thể đạt đến cái sự giải thoát. Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái pháp gọi là Appamado, sự không dễ vui,
Thì ở trong Tăng Chiều Mục Kinh có Phật Côn, Đức Phật đã thuyết có biện pháp nhiều tác dụng, đưa đến nhiều lợi ích, đó là Ma Đô Kusali Sức Thông Bê Sụ, tức là sự không dễ vui trong trong các thiện pháp. Và khi mà nói đến cái pháp Appamado, Đức Phật Ngài có thí dụ này chưa tỳ kheo, ví như vào buổi sáng sớm hãy rạng đông vườn hồng xuất hiện ở đâu, ở chân trời hướng nào, thì đó là cái dấu hiệu báo cho biết là mặt trời sẽ mọc lên ở hướng đó, ở tại chỗ đó. Quả thật vậy, khi mà chúng ta đứng ở trên cao và chúng ta quan sát về phía chân trời vào buổi sáng sớm tinh sương, cái chỗ nào có ánh sáng vàng hồng lú dạng thì chỗ đó là chỗ mặt trời mọc. Cũng như vậy, khi một người tu tập mà đã vui thích trú ở trong cái pháp không dễ vui, trong thiện pháp, thì khi một người sống có cái sự không dễ vui đó, thì xem như là dấu hiệu để cho biết rằng vị đó dễ dàng để chứng đắc được đạo quả niết bàn, an ổn các ách phường. Cái điều này rất là quan trọng. Bây giờ thì được và Thượng Chất Đẳng cho biết là có thể tiếp lại 15 phút. Chúng tôi bởi vì lúc đầu giờ được biết là hôm nay Hòa Thượng đang ở sân bay Atlanta để trở về chùa Pháp Luân, nên không có thể vào để thảo luận được. Thật ra chúng tôi mới kéo dài cái thời gian giảng. Bây giờ nếu mà Hòa Thượng có thể tiếp lại được, xin cung kính Hòa Thượng Chất Đẳng tiếp lời cho xin 15 phút. Nam Mô Phật Thầy Giả. Sa thú kính thưa Ngài Hòa Thượng tự siêu với pháp hội vừa rồi. Thật ra thì đang ở Atlanta nhưng mà không phải trên đường trở về Houston. Ngày mai mới trở về Houston. Hôm nay thì Bạch Hòa Thượng đang ở chùa Hải Ấn để chuẩn bị cho lễ Phật Đản. Và thật ra thì có thể phải rời trong bất cứ lúc nào. Nhưng mà hiện tại không có bị giảng sư trong lớp học nên chỉ xin được người của Hòa Thượng từ siêu được đến ông thầy đến đó và để thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Khi nào mà chúng tôi không nói được nữa thì quý vị Phật tử hoàn thị mở băng ghi âm, thì như vậy là chúng ta có thể tranh thủ. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng trong lúc chờ đợi lễ bắt đầu đó thì có thể tranh thủ để đóng góp được phần nào thì phần đó. Thưa Phật tử, hôm nay chúng ta khởi đầu một cái chương, một cái phẩm mới. Phẩm mới sau phẩm Giá Má Cá, từ phẩm Sông Đối vừa qua. Phẩm mới này có tên là phẩm Appamado Quắc Chát, tức là phẩm qua Thượng Minh Châu thì là không phóng vật. Chữ phóng vật là một chữ được hiểu theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay. Hòa Thượng thực sự thì Hòa Thượng chữ nhìn cái chữ phóng vật và thường nhìn út thách chá, nghĩa là dao động. Còn Hòa Thượng Minh Châu dùng chữ phóng vật thì có nghĩa là sự giải đãi, buông thả.
mà đúng ra cái nghĩa của chữ Appamada, cái chữ Appamada đó có nghĩa là quảng đại, dĩ ngươi, giải đại. Và chư tăng Nam Tông ngày xưa đó ảnh hưởng một cái từ ở miền Nam mà bây giờ vẫn còn xài trong các chùa Nam Tông, mà ở bên ngoài không có ai xài nhiều, là dĩ vui. Dĩ vui là một cái chữ mà tôi nghĩ rằng độc trại của chữ dĩ ngươi, dĩ ngươi, tức là không có không có thấy có cái nhu cầu cấp thiết, không thấy có cái gọi là cần phải bắt tay liền. Nói một cách khác là như ở ngoài đời chúng ta gọi là trù trừ hay là quảng đại, có nghĩa là mình không có nhanh chóng để làm cho kịp. Như là trong trong kinh Đức Phật Ngài có một cái thí dụ là khi một nhà nông làm ruộng mà thảo nghề đó, thì mình phải làm theo thời tiết. Và khi mà làm theo thời tiết đó, thì thưa quý vị, chúng ta có đất có ruộng, khi có ruộng thì mưa xuống thì phải nhanh chóng cày xong nhanh chóng bừa, cày bừa xong thì nhanh chóng để gieo hạt, vân vân, rồi gieo hạt rồi. Tức là cái thời gian bắt buộc chúng ta phải đi tới, nó trong cái ngôn ngữ ngày nay chúng ta gọi là nó có thời gian tính. Nếu chúng ta làm trễ đó, thì cái thời gian đã qua thì chúng ta sẽ không có làm kịp, bắt kịp cái vụ mùa. Tức là cái việc trồng trọt nó phải có thời gian nhất định. Thì tương tự như vậy, khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng biết cái lúc nào mà nên cài, biết nào nên gieo hạt, lúc nào nên cho nước vào, biết lúc nào nên nên cấy, nên gặt, vân vân, phải làm đúng thời. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta, có những khi mà nó đã đi rồi, thời gian đi rồi nó không trở lại được. Như ở bên ngoài quý Phật tử thấy rằng sự đi học của chúng ta chẳng hạn, có cái thời nào đó thôi chúng ta phải đi học. Nếu chúng ta không đi học đó, qua cái thời đó rất khó đi trở lại ghế nhà trường. Mỗi lần chúng ta chạy xe ngang trường đại học thì mình cảm thấy tiếc nuối cái thời sinh viên học ở trong đó. Nhưng mà không phải ai muốn trở bầu ghế nhà trường cũng có thể vào được, bởi vì chúng ta bận công ăn việc làm, quý vị cũng phải bận gia đình, vân vân. Và đời sống tu của chúng ta nó cũng có cái tuổi, thưa quý vị. Dạ, có cái tuổi nào đó thì chúng ta không còn có sức để mà học nữa. Có cái tuổi nào đó chúng ta không còn có cái điều kiện để chúng ta thích nghi với cái đời sống tương đối là có nhiều cái thử thách ở trong chùa chiền. Và riêng đối với Đức Phật thì Ngài dạy rằng nếu một người mà có cái sự tích cực, năng nổ, tinh tấn để bắt tay vào sự tu tập đó, thì người đó đó sẽ có cái vốn sống. Cái vốn này là do được tích tập. Thí dụ như trường hợp mà chúng ta nghe câu chuyện hoàng hậu Samawati mà khi bị hỏa quản hay là bị thiếu gì mà Gandhiya tìm cách hãm hại đó, thì trong lúc đó thì bà lại có cái sự bình tâm đối diện với thị phi, bình tâm đối diện với cái chết, và tâm bà rất vững. Cái tâm bà vững lúc đó không phải đơn thuần là vì cái niềm tin, mà do bà là một vị tu đạo huân, là do bà đã có một cái nội hàm, đã có cái sự tu tập. Và những người mà thị nữ trong cung cùng tu tập với bà cũng vậy. Trong lúc đó thì có những người khác, họ có thể là có quyền lực, họ có thể giàu có, nhưng mà khi đối diện với cái chết thì họ không có một cái vốn liếng, không có hành trang nào để lên đường hết. Và do vậy những người này đó, thấy họ như vậy chứ họ rất là nghèo nàn về mặt nội tại, tại vì họ không có tích cực tu tập cho kịp lúc.
Điều này nó là một bài học trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Quý vị thấy rằng mỗi khi mình gặp nghịch cảnh thì mình khởi sinh phiền não. Phiền não đó là tham, phiền não là sân, si, phẫn nộ. Và lúc đó biểu mình tu thì thực sự khó tu lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta vốn đã không có huân tập những cái thiện pháp trong lúc chúng ta có thể huân tập. Và trong lúc chúng ta đang nổi cơn phiền não và bảo rằng đem thiện pháp ra thì khó có khi mà chúng ta làm được điều đó. Bởi vì có những buổi sáng rất là thanh thản, có những cái ngày mà chúng ta tương đối rất là khỏe. Mình nên tận dụng những giờ phút đó để tu tập, tận dụng những giờ phút đó để trao dồi từ tâm. Bởi vì nếu chúng ta không có vận dụng như vậy, gặp lúc mà bắt buộc chúng ta phải đối diện với phiền não thì mình không có cái gì hết, mình trắng tay, không có vốn liếng, cũng đối diện với nghịch cảnh, cũng đối diện với cái chết, cũng đối diện với những bất trắc. Nhưng một người mà có kiến thức, một người có trình độ, một người có nội hàm và một người có tu đó, thì nó phải khác với cái người không có tu. Nó phải khác với một người mà chúng ta gọi là vốn đã lãng phí thời gian của cuộc sống. Đức Phật này không bao giờ nói với chúng ta rằng một người có tu thì cuộc sống lúc nào cũng hanh thông, cũng thuận lợi. Nhưng mà Ngài dạy rằng một người có tu đó, khi đối diện với nghịch cảnh, khi đối diện phiền não, thì nó có khác với người không tu. Điều đó chúng ta phải nhận rằng có. Và nếu chúng ta chiêm nghiệm, mình sẽ nhận ra điều này. Có một bài kinh Đức Phật này cũng dạy là trẻ không sớm biết tu hành, có tài sản để dành mai sau, cò già ủ đủ bên đâu, cá tôm chẳng có sân sau chết dịch. Hay là trẻ sông không sống biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, nhưng cũng bị gãy hai đầu, nhìn về quá khứ khổ sầu thở than. Nó cũng là hai kinh pháp cú. Đó là hai câu pháp cú nhắc chúng ta một điều rằng có một giai đoạn nào đó trong cuộc sống, chúng ta có được cái sức khỏe, có được thời gian, có được cái tâm tương đối là thảnh thơi, thì đó là lúc tốt để chúng ta chắc chiêu, để chúng ta huân tập những thiện pháp. Và một khi nào đó sức đã tàn, cuộc sống đã cạn kiệt, tâm tư rơi vào trong tình trạng hoang mang yếu đuối, và bảo rằng mình ráng tu, bảo rằng mình lúc đó mình xong mình trỗi dậy, thì thật ra không có sức đâu mà trỗi dậy. Trong cuộc đời của chúng tôi gặp rất là nhiều người, thưa quý vị, họ chỉ nghĩ đến cái chuyện quy y Tam Bảo, nghĩ đến cái chuyện tu tập khi mà họ ở trong một cái tình trạng gọi là hoàn toàn bế tắc đời, khi mà thân thể của họ đang bị bệnh tật tàn phá đến mức độ mà gần như không còn cái sức để đi nữa, và nội tâm của họ rơi vào trong tình trạng hoang mang vô cùng. Hoang mang vì bây giờ gần như là mình mất tất cả. Thì thứ vị lúc đó tu á, nó đặt mình vào trong một cái vị thế gọi là thất thế, phải là những thượng phong nữa. Mình tu tập nó giống như mình ra trận đánh với giặc vậy đó. Và nếu mình ở trong cái thế thượng phong thì chúng ta dễ dàng áp đảo quân địch. Mà mình cứ nghĩ rằng mình ở trong cái chỗ thất thế thì làm sao mà mình có thể tương đối là có đủ cái lực mạnh để mà áp đảo được. Chính vì điểm này đã cho chúng ta thấy một cái ý nghĩa tại Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người
tinh cần. Chỉ tinh cần nó cũng là trạng thái đối lập của sự quảng đại. Một người không có dễ ngươi, một người không có giải đãi, thì người đó luôn luôn có một cuộc sống thật sự là sống. Thật sự là sống. Và cái thật sự là sống đó, bởi vì họ có nắm lấy cơ hội, họ có quân tập, họ có hành trang, họ có vốn liếng, và có điểm đến là cảnh giới bất tử. Thì như vậy con đường đi của họ là con đường quan trọng. Đó là một con đường mà cho họ rất là nhiều cái niềm tin và nghị lực. Trong lúc đó, đối với một người, và quý vị quan hệ, chờ chúng tôi một chút nha. Dạ. Đi hãy, đi xin. Dạ, 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 lên đi bây giờ, đi xin, dạ. Chào quý Phật tử quan hệ nha. Có vị nào quan hệ để dùng băng giảng, chúng tôi phải dự cái chương trình lễ bây giờ. Và rồi chúng ta sẽ quý chuyện. Dạ, có cái nào làm cái đó xin để lễ chị Tùng Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Dạ. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính thành lễ tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng. Và để tiếp tục phần còn lại của chương trình, giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ cùng thỉnh Tòa Pháp Tân từ bi tiếp lời và tiếp tục cho chương trình buổi học của chúng con ngày hôm nay. Để chúng con không biết là Tòa Pháp Tân có mặt ở trước máy không ạ? Và một lần nữa chúng con không biết là Thượng Tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy không? À, nếu có mặt ở trước máy, chúng con kính cung thỉnh Ngài tiếp tục cho chương trình. Nếu Thượng Tọa không có mặt ở trước máy, chúng con có lẽ sẽ xin phép để băng giảng và kính đảnh lễ và kính mời cô Tu nữ Như Pháp để băng giảng. Dạ vâng, sa thú, chúng con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa Pháp Tân rồi ạ. Một lần nữa chúng con kính cung thỉnh Ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Để có thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Nhà kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Thì ở đây đó thì chúng ta nghe cái câu Phật ngôn như là câu Phật cứu mà nói rằng Đức Thế Tôn ngày dạy rằng dễ vui là cái con đường chết, là dễ ngư là cái con đường chết, không có dễ ngư là cái con đường sống. Ba màn đồ mắt chân đồ ba đăng, áp màn đồ mắt chân đồ ba đăng, có nghĩa là dễ vui là cái con đường đưa đến tự do. Nãy giờ chúng ta cũng đã nghe Hòa Thượng Tề Siêu giảng rất là nhiều, cũng như là Hòa Thượng Giác Đẳng đã chia sẻ. Thì ở đây chúng tôi xin được tiếp lời Chư Tôn Đức để chia sẻ trong cái suy nghĩ của mình với cái câu Phật ngôn mà chúng ta đã nghe vừa giảng vừa rồi đó. Thì thật sự ra đó là cái đời sống tu hành, vì sao chúng ta hiểu là cái người mà dễ vui lại đưa đến cái dễ vui hay là dễ vui là có đưa đến cái đường tử vong. Sự thật ra thì khi nói đến tử vong là nói đến cái sự hủy diệt.
nhưng mà do cái gì để đưa đến cái sự hủy diệt đó là do mình dễ ngươi thôi. Dễ ngươi là nó giống như cái nghĩa là mình xem thường cái phận sự, xem thường cái ác nghiệp, xem thường cái phiền não. Chính vì mình xem thường cho nên là mặc kệ. Những người mà họ dễ vui là họ sống họ buông thả, họ không có một cái sự thương thức, cũng như là không có một cái sự nhìn nhận đúng, cho nên là họ thường có một cái cuộc sống buông thả. Đặc biệt là khi mà mình nói rằng một người dễ vui tức là họ không xem thường cái nghiệp báo, xem thường cái ác nghiệp, xem thường cái ác nghiệp. Chính họ xem thường cái ác nghiệp, họ nghĩ rằng là cái ác nghiệp nó không đưa đến cái quả khổ, dù là cái người đó có hành vi của ác nghiệp nhưng mà không đưa đến quả khổ. Hay hoặc là họ cũng không, ngay cả ví dụ như là mình vấn thân vào một cái con đường tu đi cũng vậy, người tu cũng vậy, nhưng mà mình rất là xem thường cái ác nghiệp, hay hoặc là mình bỏ quên cái phận sự tu tập của mình. Bởi vì một người còn ý thức được cái phận sự tu tập của mình trong mỗi thời khắc đó, thì mình luôn luôn giữ cái đời sống của mình là phải có chánh niệm, rồi phải có cái chánh hạnh ở trong cái đời sống. Tức là mình phải lo tu tập, trau dồi tự giữ giới, rồi hành thiền, rồi chúng ta tu tập những cái thiện pháp khác. Để chi? Để mà mình được để mà mình thanh lọc nội tâm, hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Trong khi một người dễ vui đó, có nghĩa là xem thường, thì họ sống ở một cái khoảnh khắc nào đó, thì như là một cái thời khắc của sự diệt vong. Tại vì sao? Khi mà mình không ý thức được cái hành vi bất thiện của mình, từ cái suy nghĩ hay là từ cái lời nói hay là từ cái hành động, thì họ buông trôi theo cái mỗi cái hành vi của mình, cho nên là họ sống như vậy đó. Thì cái sự sống đó nó giống như là cái sự chết thôi, tại vì không biết rằng sau khi các hành động có những cái hành vi bất thiện như vậy thì biết bao nhiêu cái nghiệp quả, cái quả khổ ở trong tương lai nó sẽ hiện ra. Và khi mà nó sẽ có hiện khởi ra đó, là do cái hành động mình dễ vui. Và khi mà mình dễ vui như vậy đó, thì giống như cái người còn sống, mặc dù là chúng ta thấy còn sống vậy, nhưng mà sự thật là sự khổ nó đang diễn ra đối với họ, quả báo xấu sẽ diễn ra đối với họ. Thì cái điều đó Đức Phật này ví dụ giống như là, nếu mà dễ vui thì giống như là sự chết đã rồi, sự chết đã rồi. Còn bây giờ đó là nếu một người mà ý thức được sự không dễ vui, tức là không có dễ ngươi ở trong các cái thiện pháp, hay là không có bỏ quên cái phận sự của đời sống tu tập của mình. Quý vị biết rằng nhiều khi cái tâm mình nó lệch lạc, mình chỉ suy nghĩ nó lệch lạc thôi, nhưng mà lâu ngày chày tháng thì nó sẽ lớn mạnh lên, nó trở thành cái tư duy bất thiện lớn lên. Từ cái dục tư duy, cái hận tư duy, cái hại tư duy đó. Cái tư duy là cái suy nghĩ của mình, cái sự đâm chiêu của mình trong cái điều mà mình suy nghĩ. Chính cái này là cái tư duy bất thiện đó, cho nên là khiến cho chúng ta có những cái hành vi bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện và thân nghiệp bất thiện, thì nó đưa đến cái quả báo khổ rất là lớn. Cho nên cái người đó mặc dù sống thì Phật nói như là chết, nhưng mà cái người không dễ vui thì mặc dù là cái sự chết mà đến với họ, chúng ta hiểu trong cái nghĩa đen, có nghĩa là sự chết đến gần với họ,
nhưng mà họ lại có những cái thiện pháp, những việc thiện mà họ đã làm, những cái việc thiện mà họ đã nhớ, họ sanh tham quan hỷ, họ sanh được cảnh giới hạnh vui. Thì cái người đó, chúng ta thấy rằng họ tuy là chết nhưng mà họ giống như là cái người sống còn, do cái hành động, do cái hành vi không dễ vui đó, không có xem thường đó, hay không có dễ ngươi. Cái khổ nhất mình dễ ngươi mà mình không biết mình dễ ngươi á, có nghĩa là xem thường, mình xem nhẹ cái vấn đề. Có những người nói rằng cái ác nghiệp tuy là nhỏ thôi, nó nhỏ thôi, nó không có đáng gì đâu, có xá gì đâu mà nó có thể là trổ quả. Nhưng mà rồi đó, thì quý vị biết rằng mình tích lũy trong cái suy nghĩ của mình, với do cái dục tư duy nó khiến cho mình có những cái hành động, hay là khiến cho mình có những cái lời nói, rồi cái hận tư duy là khiến cho mình có những cái phiền não ở trong lòng của mình. Như vậy thì cái đó là một trong những cái điều kiện dẫn đến cái khổ đau. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài nói là cái người mà không có cái dễ vui thì cái người đó mặc dù chết nhưng mà như là sống. Bởi vì sao? Mình sống có nghĩa là mình đã tu tập những cái thiện pháp. Sống có nghĩa là mình làm cái gì đó, nói trong một cách khác đó, đó là sự cống hiến trong cuộc đời này. Giống như người ta nói là không chết để da, người ta chết để tiếng. Nếu mà mình để tiếng tốt thì nó đỡ, nhưng mà mình để cái tiếng xấu thì đó là cái nguy hại, để lại cái nguy hại. Vì vậy cho nên là nếu nói là một cái người tu đó, thì rõ ràng là mình thấy rằng cái người mà sống dễ vui thì dù họ có sống bao nhiêu thời gian đi nữa thì như là một sự chết. Bởi vì không biết là cái hành vi của bất thiện nó sẽ trổ quả ra sao. Và cái chủng tử mà mình gọi là cái chủng tử giác ngộ đó, nó không có. Nó không có. Và nó có một cách rất là yếu ớt, thậm chí nó sẽ lụng bại bất cứ lúc nào, do rằng cái hành vi dễ vui đó. Cho nên cái mà mình không dễ vui, tức là mình không có dễ ngươi đó, nó giúp cho mình thức tỉnh trong mỗi phút, mỗi thời khắc, mỗi thời gian. Cho nên là mình khi mà mình thức tỉnh được, ý thức được những cái hành vi của mình trong cái suy nghĩ, lời nói và hành động, thì có lẽ là chính như vậy đó, giúp chúng ta có được cái sự an lạc ở trong cái đời sống này. Như vậy thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng có biết bao nhiêu những cái câu chuyện nói đến những cái hành động, những cái hành vi dễ vui của bất cứ một người nào. Cho nên là cái quả khổ sầu nó dẫn tới tương lai. Và ở trong hiện tại, do cái hành vi mà dễ ngươi của họ đó, thì họ có nhiều cái rủi ro ở trong đời sống này lắm. Mình biết rằng là mình cẩn thận thì nó giúp cho mình có được những cái sự thành công nhất định. Nhưng mà mình không cẩn thận thì mình dễ bị thất bại một cách bất ngờ. Thì như vậy thì cái đường tu này thì mình giống như là cái sự cẩn mật trong mọi cái thời khắc. Do vậy thì mình cần có cái đời sống không có dễ vui, tức là không có dễ ngươi ở trong cái ác bất thiện pháp. Cái thứ hai là mình không có bỏ quên cái phận sự của mình là người tu. Người tu là mình trau dồi cái lời nói của mình, không nói những gì dối trá, không nói những gì gây đến tổn thương chúng sinh khác, không nói những cái gì mà thiêu thệt, thêm thắt, vân vân. Cái đó chúng ta nói trái với cái sự thật. Vì vậy cho nên cái dễ vui đó chính là một cái điều mà đưa cho chúng ta phải khổ sở. Khi mà mình ý thức được những điều đó, mình biết được cái phận sự của mình là việc của mình là cái người tu,
Cho nên là mình trao tâm sửa tánh, mình cố gắng hành những cái điều thiện ở trong đời sống, thì có lẽ chính như vậy đó, dù cái hoàn cảnh của người đó ra sao, hay sự chết đe dọa đến gần, thì họ vẫn có cái sự gọi là như là sự sống. Mặc dù là họ chết đó, cái kiếp này bây giờ, ngay bây giờ thấy họ chết đó, nhưng sự thật là họ sống. Và sống là sao? Họ sống trong chánh pháp, sống ở trong cái chủng tử mà chúng ta gọi là chủng tử thiện đó. Thì chính cái chủng tử thiện đó, hay là chủng tử để đưa đến cái giác ngộ ở trong tương lai đó, thì điều đó rất là quan trọng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình có cái sự dễ vui đó, thì nó có nhiều nguy hại ở trong đời sống này lắm, và nó cũng có cái sự nguy hại ở trong đời sống tương lai, chứ không phải đợi tới là trong tương lai không đâu, mà ở hiện tại chúng ta có những sự nguy hại do chúng ta dễ vui, do chúng ta dễ ngươi, không cẩn mật. Giống như cái người mà tu vậy đó, sự tinh tấn vậy đó, mình tinh tấn hộ trì các căn, hay là sự thận trọng ở trong cái sự gìn giữ cái tâm của mình, đừng để phan duyên theo trần cảnh, đừng để dục trần nó lôi kéo. Đó là sự tinh tấn của cái người thận trọng, không để cho pháp bất thiện sanh. Khi mà pháp bất thiện đã sanh rồi thì họ phải có cái quyết tâm để họ loại trừ những cái ý nghĩ, cái tư duy của bất thiện, dục hận hại. Chúng ta loại trừ cái ý nghĩ đó. Đó là một trong những cái sự tinh tấn của một người tu tập. Cái thứ ba nữa đó là mình cần phải làm phát triển cái thiện pháp ở trong tâm của mình. Từ cái niềm tin mình được xây dựng, được chính chắn, được kiên cố. Rồi là từ cái sự hiểu biết của mình, từ cái việc định tâm trì giới, từ cái việc cung kính phục vụ, nói chung là mình sẽ làm được nhiều cái thiện pháp ở trong đó đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải trau dồi rất là nhiều, trở thành cái mà vốn có của chính mình, đó là thiện pháp, đó là chỗ nương tựa, đó là chỗ y cứ, hay là đó là chỗ hành xứ mà mình cần phải trú ở nơi đó, trú ở trong thiện pháp. Và cuối cùng đó là khi mà thiện pháp ở trong lòng mình có được rồi đó, thì mình nên cố gắng gìn giữ để bảo vệ cái thiện pháp đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó cũng chính là một trong những cái sự tinh cần và cái sự không có dễ vui của một cái người tu tập của mình. Cho nên chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay. Có lẽ là bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi, phải không quý vị? Hết giờ rồi. Thì chúng tôi xin được thay mặt Chư Tăng xin tri ân Chư Tôn Đức đã vào rung giảng dạy, và xin chúc phúc an lành đến toàn thể quý tu nữ, quý Phật tử ở trong kinh. Mong quý ngài và vị ngài đêm được an lạc ở trong chánh pháp. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân Chư Tôn Đức và mở kinh hồi hướng. Kính mời. Lạy Sa Thú Sa Tô Linh Tây, chúng con thành kính đảnh lễ và dâng và pháp tu rất nhiều. Dạ Sa Thú Linh Tây, con Mê Ta Bành Nha, xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp,
hung tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc cụ ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nhập mô Phật Hạ Gia. Kim chi kusala kamang ka pa pa gya ya man ka ya vai cha mana sa di da se su ka pa